Xin chào các bạn, vui các bạn quay lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với là các bạn một quán chè ngon. Hôm nay mình tới đây mình thử nhiều cái món chè. Chè rất là ngon, nhiều món lắm. Đậu, đủ loại đậu, rất là nhiều đậu. Và nhiều cái hạt nó cũng lạ nữa, mà nấu rất là ngon. Chè Thái cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhiều cái món chè. Nếu mà các bạn cảm thấy ngon á, thì các bạn tới chè ngon thì các bạn dùng nha. Mình thích rất là thích mấy cái món ngon ở đây. Đây là chè ngon mà các bạn, nên các món chè cũng rất là ngon. Trong đây nó có là gỏi cuốn nè, rồi những cái món mà chiên, chẳng hạn như cá viên chiên, rồi xúc xích chiên. Nói chung là những cái món mà ăn chơi của chiên tới đây người ta sẽ tới đây chơi ha. Rồi các bạn nha, các bạn sẽ đi cùng mình đi vào quán chè ngon để mình giới thiệu những cái món ăn ngon nha. Và nếu mà các bạn thấy mà các món ngon thì các bạn sẽ đi tới quán chè ngon để thưởng thức nhé. Tham quan quán chè ngon nha. Đây quê bà chủ thấy trời, bà chủ này lộng lẫy luôn rồi. Đây bán cho khách đây. Đây thì rất nhiều món chè và rất nhiều loại. Còn đây là qua cái bàn cuốn hả? Đang chú quay chú đưa lên phút đi luôn á nha, mới thôi. Ok nhóc. Nha, đẹp trai đâu nha. Đây. Đây cũng ông chủ cuốn cuốn rau là cuốn gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Còn quầy bên đây là quầy nước chấm hả Phước hả? Quầy đầu chiên. Đầu chiên hả? Đầu chiên gỏi. Đầu chiên gỏi. Cuốn chuyên nghiệp hả ha, đó là quá chuyên nghiệp luôn, còn dữ luôn. Cuốn sáng nè. Đây là rau câu hết gì hả? Dạ. Rau câu. Chè rất là nhiều. Hạt sen, thơm, sơ ri. Ở đây là xương sáo nè. Nhiều loại. Nhiều loại mình cũng không biết luôn. Đậu, các loại. Hạt ở trong đó là cái gì vậy chị Phương? Hạt giống như thằng này thằng gì nè? Hạt bét, trong đây là thạch năng. Năng hả? Có khoai mì không? Khoai mì. Trong đó là đậu ngự phải không? Thêm cho em chén hạt sen ít đá. Để mà chốt cái thịt đây, để đưa qua cuốn gỏi cuốn. Xấu quá mà quay đi. Phải đủ công đoạn chứ bà chủ. Đâu không? Chú nói gì?
Tới anh